Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mới mua về được một chiếc xe hạng C, C hatchback. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 phiên bản hatchback quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua xong, còn chưa có kịp rửa ráy chứ đâu quý vị các bạn nhé. Tôi giới thiệu qua cho quý vị các bạn, tại vì cái thời điểm này cũng cận Tết rồi, cho nên là không có thời gian để dọn rửa nữa, tôi cứ đăng tạm lên đây đã. Nếu như quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu, có thể liên hệ với tôi để qua xem xe và mua trực tiếp chiếc xe này. Còn không thì sẽ để ra Tết tôi mới bắt đầu dọn để bán ạ. Tại vì thời điểm này thì một số bên dọn rửa cũng đã nghỉ Tết rồi, cho nên là tôi cứ đăng tạm đã, bán được thì trước Tết thì bán, còn không bán được thì tôi sẽ để ra Tết dọn dẹp rồi tôi sẽ đăng, tôi sẽ báo giá sau. Chiếc xe này được sản xuất năm 2016 và là cái phiên bản hatchback, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi quay qua cho quý vị các bạn cùng xem về chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi cam kết, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Giá cả thì chỉ hơn 400 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhé. Khi nào tôi sẽ dọn dẹp xong thì tôi sẽ quay chi tiết báo giá trực tiếp cho quý vị các bạn cùng xem về chiếc xe Mazda 3 phiên bản hatchback màu xám này ạ. Phiên bản hatchback và chiếc xe lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Đây tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng xem về cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này. Cụ thể là chiếc xe này đã lăn bánh được 7 vạn 9 km rồi quý vị các bạn nhé, 79.000 km rồi. Rất là mới, rất là đẹp và chiếc xe này là còn đang nguyên bản mà chúng tôi vừa mới mua về được đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Mazda 3 hatchback màu xám, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thank you.